Chúng ta muốn xây dựng cho mình một cái kênh trên mạng xã hội như là TikTok, Facebook và YouTube. Nhưng đôi lúc là chúng ta nghĩ rằng là bây giờ mình còn quá trẻ để mà chúng ta bắt đầu. Hay là đôi lúc là chúng ta ở vị trí là chúng ta lớn quá, chúng ta nói rằng là bây giờ tôi quá lớn tuổi rồi, làm sao mình có thể xây dựng được. Thì hôm nay ở đây Linh đang ngồi cùng với chị Thúy Anh, một người cũng được gọi là ở một vai trò đó là bà nội rồi. Đó, nhưng vẫn có thể bắt đầu xây kênh được, vẫn có thể làm được giống như các bạn trẻ. Và trong lúc đó là chị vẫn còn đang làm một cái công việc kinh doanh về đồng hồ Thụy Sĩ và một cái chuỗi về đồng hồ, một cái doanh nghiệp cũng khá là lớn. Vậy thì làm thế nào mà chị vẫn có thể là bắt nhịp được cùng với các bạn trẻ để mà xây dựng cho mình những cái kênh như là ở trên mạng xã hội? Thì xin chào tất cả anh chị, và đây là chị Thúy Anh, chị đang điều hành về cái chuỗi đồng hồ chính hãng ở tại Hà Nội và Hải Phòng và một số tỉnh ở tại miền Bắc. Thì hôm nay chị Thúy Anh có thể giới thiệu cho mọi người một chút về cái thông tin của chị được chứ? Chị Thúy Anh nha. Chị kinh doanh đồng hồ chính hãng được hơn 20 năm và chị có một tầng bán hàng truyền thống tại các trung tâm thương mại lớn của Việt Nam như là ở Tràng Tiền Plaza này, đi theo chuỗi Vincom và tâm thương mại Vincom và đi theo chuỗi trung tâm thương mại của Ion Mall của Nhật đấy. Vậy có là chị mất phải 20 năm, 20 năm khi mà mình đang lại làm về kinh doanh truyền thống này, rồi mình lại đang ở vai trò của là bà nội rồi. Thì thường ấy mọi người sẽ có một cái tâm lý là mình đã đang quen những cái cũ. Sau đó thì cái lý do nào, cái động lực nào để mà chị đưa ra cho mình một cái quyết định để bắt đầu chị bắt nhịp với online? Và em nghĩ rằng là trước đây chắc là chị cũng đã từng biết về cái mạng xã hội, về việc mà mình làm kênh rồi. Đấy, nhưng ví dụ như là những đặc biệt đó là năm 2020, 2019 thì nó bắt đầu phát triển một cách mạnh mẽ. Thì chắc là có thể là chị cũng đã nhìn thấy những cái thời điểm đó. Nhưng phải đến bắt đầu khoảng 2022 thì chị mới bắt đầu. Thì không biết là trước đó chị có đắn đo hay là suy nghĩ về những cái điều gì mà để phải đến gần 2 năm thì bắt đầu chị mới dấn thân và bắt tay vào với việc mà làm cho mình một cái kênh ở trên mạng xã hội. Rồi, có thể nói là chị là người kinh doanh truyền thống. Có cửa hàng bán hàng tại các trung tâm thương mại. Thì cái việc bán hàng truyền thống nó ăn sâu vào máu rồi và mình thấy ổn rồi. Mình bán hàng rất là tốt. Thế nhưng mà chị thấy một số các bạn trẻ ấy thì họ đột nhiên họ vượt lên họ bán hàng online. Mình cũng đưa ra mình những rào cản như là người ta bán hàng online từ lâu rồi, các kênh xây dựng họ xây lâu rồi. Liệu bây giờ mình bắt đầu cho bắt bước chân vào thì có làm được không? Thì rất là lo lắng và rất là nghĩ ngợi rất là nhiều. Nhưng mà trong cái thời buổi bây giờ ấy, nếu mà mình không bắt tay vào làm mạng xã hội và làm online, làm các kênh truyền quay mạng xã hội ấy thì nó sẽ bị lạc hậu và tụt lùi so với cả giới trẻ. Nên là chị cũng mạnh dạn thử làm thử xem. Khi mà chị bắt đầu làm kênh một cách bài bản do em đào tạo ấy, thì chị mới thấy ta là mình cũng làm được. Vì khi mà cách đào tạo của anh em rất là chuyên nghiệp, bài bản và dẫn dắt từng bước cho những người từ không biết gì như chị. Và đến khi chị có những thành tựu nhất định ấy thì chị thấy rất là vui và rất là tự hào vì bản thân mình là có thể làm được. Có những kênh hàng triệu view thì mà mọi người tham gia và rất là sâu vào những cái video mà chị đưa lên về cái vấn đề liên quan đến cái nghề nghiệp của chị ấy. Nhưng mà chị rất là vui và mình làm được thì hầu như ai cũng sẽ làm được. Dạ, cảm ơn chị. Đấy, thế thì em muốn hỏi một chút là trong cái quá trình mà chị đồng hành cùng với em, với Dili ấy, thì với sự hướng dẫn và hỗ trợ của bọn em thì nếu mà nói một cái điều mà chị cảm thấy thích hay là chị cảm thấy tâm đắc với bên em thì đâu là cái điều mà chị cảm thấy thích thú hay là tâm đắc với bên em nhất ạ? Cái điều mà chị rất thích làm việc với em và team Dili bên em á, đó là bên em làm việc rất là nhiệt tình, có chuyên môn rất là sâu và rất là chịu khó lắng nghe những cái băn khoăn, những trăn trở của học viên. Và đặc biệt là em á, là bản thân em có một cái tri thức rất là sâu rộng, cái đầu óc rất là uyên bác và em thực ra là rất là giỏi. Và chị phát hiện ra là em có người rất là giỏi và nhưng mà rất là khiêm tốn và rất là lịch sự, và mỗi khi chị hỏi hát đáp ấy thì em giải đáp một cách rất là cặn kẽ và ngọn ngành. Thế nên ra là cái việc phát triển của chị trong cái lĩnh vực làm kênh rất là nhanh và phát triển rất là tốt. Dạ, cảm ơn chị. Thực ra là cái của khi mà em hướng tới cho mọi người việc mà mình làm kênh và thương hiệu trên mạng xã hội đấy, thì thực ra là mình cần phải hiểu nắm rõ được cái nguyên lý gốc rễ rồi đấy. Thì sau đó là một thời gian là để cái mà em luôn mong muốn là khi mà học viên của mình sau này khi mà không còn cái sự đồng hành của em nữa đi, thì mọi người vẫn có thể tự lực đứng trên cái đôi chân của mình được. Thì để mà mình làm được cái điều đó thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là đi từ cái gốc rễ, từ cái nguyên lý. Mình khi mà mình nắm được cái nguyên lý rồi đấy thì sau đó mọi người vẫn có thể tự làm được. Rồi khi mà mình làm cái này xong, ví dụ như trường hợp là có những cái thời điểm ấy, là như chị kinh doanh 20 năm chị sẽ thấy là có thời điểm này là chúng ta đang làm cái kênh này,
Đó, nhưng thời điểm sau chúng ta lại làm cái kênh khác. Ví dụ như cái thời xưa khoảng tầm 10 mấy năm trước là chúng ta làm ở Google, rồi sau đó bắt đầu đến Facebook, rồi sau đó là YouTube, rồi và gần đây đó là TikTok. Đúng không? Và sắp tới nó có thể là một cái mạng xã hội nào đó. Nhưng khi mà mình hiểu được cái nguyên lý gốc rễ của phần về làm về marketing rồi, về làm content rồi đó, thì lúc đó là mình sẽ có chuyển sang một cái mạng xã hội nào đó, thì mình vẫn có thể làm chủ được và mình cũng có thể dựa trên đó mình lại tiếp tục phát huy được. Đấy, và có thể là một số người mà họ thay đổi về mặt về ngành nghề chẳng hạn. Đấy, thế thì họ cũng sẽ nắm được cái nguyên lý đó, thì khi mà họ chuyển qua nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Và đó là cái mà khi mà mọi người hỏi thì thường em sẽ phải hướng dẫn và chia sẻ một cách cặn kẽ để cho mọi người nắm rõ được cái nguyên lý. Thì khi mà mình nắm được nguyên lý rồi thì mình chuyển qua cái hình thái khác nhau thì mình vẫn có thể làm tốt được. Thì đó là cái mà điều mà em luôn mong muốn truyền tải trong cái chương trình của mình. Đấy, thế thì bây giờ cũng có rất nhiều người họ vẫn mong muốn tham dự chương trình đấy chị, nhưng là họ vẫn đang còn lo lắng, họ đang còn ngần ngại, họ e ngại là không biết là cái này có phù hợp với tôi không, có làm được hay không, và bên này có đủ uy tín hay không. Đấy, bởi vì họ mới gặp mình lần đầu ấy chị, thì mấy chị đã tham dự cùng với bọn em tính ra là cũng gần một năm chị ạ, hơn 6 tháng một chút xíu. Thế thì chị có thể chia sẻ những cái điều ai mà họ đang mong muốn tham dự nhưng họ vẫn còn lo lắng, họ còn e ngại ấy, thì nếu như có một điều mà chị muốn chia sẻ thì chị muốn chia sẻ điều gì không ạ? Chị muốn nói rằng là nếu bạn nào chưa có thu nhập thật là cao, hoặc là một cái thu nhập thật tốt như bạn mong muốn, hoặc là bạn ấy chưa có một chỗ đứng trong xã hội, hoặc là chưa phát triển được bản thân để phù hợp với cái thời điểm, với cái thời đại phát triển như bây giờ ấy, thì học cái khóa học này để xây dựng cho mình một cái tương lai vững chắc. Vì khi lúc đó ấy, thì bạn ấy không chỉ gia đình bạn ấy, con cái bạn ấy và bạn bè bạn ấy ngưỡng mộ bạn ấy đâu, và chính bản thân bạn ấy sẽ rất là tự hào về bản thân mình. Ok, cảm ơn chị. Hay quá. Nên là cảm ơn chị Thúy Anh rất nhiều. Bởi vì sao? Những anh chị nào mà chúng ta đang mong muốn gia tăng cái thu nhập của mình, hay là muốn phát triển cái doanh nghiệp của mình mà ở trên online, mà chúng ta vẫn đang loay hoay, vẫn chưa biết cách làm như thế nào đấy, thì chúng ta có thể đăng ký cái chương trình đó là 21 tuần luyện content về chuyển đổi. Đấy, bởi vì năm nay là năm em sẽ tập trung vào việc đó là hướng dẫn cho mọi người làm về nội dung chuyển đổi nhiều hơn. Đấy, còn cái viral mình vẫn làm, nhưng cái mình sẽ tập trung vào chuyển đổi nhiều hơn để cho nó phù hợp vào từng cái thời điểm nó khác nhau. Thì để chúng ta đăng ký ấy, thì chúng ta có thể đến lại thấy thông tin, tên, số điện thoại, và Linh sẽ liên hệ và trực tiếp tư vấn cho anh chị trong cái chương trình này. Và cảm ơn chị Thúy Anh rất nhiều đã dành thời gian hôm nay để chia sẻ cùng với mọi người ở trong cái video này. Và cảm ơn chị rất nhiều. Ok chị.